Mentor Trip USA High End Equipment Instructions. Cẩm năng hướng dẫn sử dụng nhanh thiết bị Hoa Kỳ tại Toy Dream Center. Sau lưng tôi là PA Series. Yo. Hướng dẫn sử dụng máy Leg Press dòng BioArc USA High End. Rồi, đầu tiên chúng ta xin mời các bạn đến với chiếc máy có tên là Leg Press thuộc dòng PA BioArc đường cong sinh học. Lặp lại một lần nữa, cái máy này tập có tác dụng là vô chân mông đùi. Để sử dụng cái máy này, chúng ta cần chú ý những điểm sau đây. Thật ra dòng PA không có gì để chú ý hết, chỉ còn cái một chỗ chú ý duy nhất thôi, đó là cái chỗ này để làm gì? Để chỉnh cái răng động tác chân giữa phụ nữ đàn ông, thằng cao 1m8 với đứa cao 1m1 đó. Chỉnh cái răng động tác chân thì Duy xin đếm nè, 1 2 3 4 5 6, 6 vị trí. Thì cái vị trí số 1 á là ép cái răng vô nhiều nhất, dành cho người lùn nhất. Cái vị trí ở ngoài á là cái răng mình nó xa nhất, dành cho người cao nhất. Mà tật Duy kỳ lắm, tật Duy không phải là lùn, nhưng mà Duy thích để một cái ép một cái răng cho nó thật là sát để tập cho nó hiệu quả nhất. Đây là cái bài tập rất tốt cho chân. Chỉnh tạ thì nó cũng giống như bao nhiêu cái máy khác, cái dòng PA á thì nó cũng giống như bao nhiêu thiết bị khác, mà riêng cái máy này chỉ có chỗ chỉnh thôi. Vậy thì để chỉnh chỗ đó thì như thế nào? Cái tay chúng ta cầm cái cần màu vàng bóp vô đó, xong rồi chúng ta kéo vô, chúng ta kéo ra, chúng ta kéo vô, thả ra, vô ngàm chưa? Nhìn coi, vô ngàm rồi, ở giữa, kéo vô cho nó sát vô đây luôn, đẩy từ từ vô, cho nó full răng, chỉnh tạ, rồi tập. Đối với những cái dòng máy PA á, không có máy nào chỉnh số đích nó phích là hết, nó ăn tiền là nhờ cái công nghệ nằm trong hộp rồi nè. Đối với những người tập lâu á, thì tác dụng của những máy stretch ride hay là dòng PA á, nó giúp bạn tăng cường độ. Bạn tập bằng tăng cường độ tập rất nhanh, phù hợp cho dân văn phòng nè, tăng cơ giảm mỡ lean body đồ. Đạp đùi, bạn tin không? Trên thế gian này, trên thế giới này có một cái máy PA thuộc dòng stretch ride mà đạp đùi nó vĩ đại như vậy. Tôi không tin đây là sự thật. Một niềm vui khôn tả cho một swimmer đã trải nghiệm gần 20 năm test hết tất cả là những loại máy trên thế giới này. Có thể thích lắm rồi, vui lắm. Chưa bao giờ mà Duy đạp đùi mà cảm giác nó đang nhức ngách rô. Trời ơi, cái đùi nó nhức. Chưa bao giờ cuộc đời nhức. Bởi vậy Tup rất là tự hào ở cái công nghệ PA Power. Và Duy là người thể hiện cái công nghệ đó, thể hiện cái điều Duy trải nghiệm đến tất cả mọi người. Cũng giống như cái điều mà Duy Nguyễn từng thổi hồn vô giáo án mắc OT, vô giáo án lean body. Các bạn mới biết gì ngày hôm nay đúng không? Tạ gần chạm, không để tạ chạm vào. Tất cả những cái dòng máy leg press đều có thể tập thêm cơ bắp chân hơi nổi. Chưa? Cái này là bonus. Máy không có dạy nha các bạn. Cái này là mình có kiến thức trong nghề đó nên mình chia sẻ thêm. Chứ có đầu tư một cái dàn máy tập bắp chân khủng bố đằng kia kìa. Bonus thôi. Hạ vô.
độc quyền tại Việt Nam. Công nghệ đường trong sinh học. Bioạt. Hãy cùng Duy Nguyễn đến Hoa Gym để khám phá, trải nghiệm những series máy tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.